Đi vô học thì đi quên. Đặng Quang Thắng lại không đi học, My lại đi học lần răng. Hôm qua cả lớp học con Thắng với thằng Bảo Long vậy. Mình vẫn đang nghỉ hay nào? Hôm qua anh Thắng ở nhà bà. Ừ. Con Thắng ngủ. Thế mà Quyền nói là anh Thắng anh nữ học ở trên rác, học cái chi trên rác ạ. Mình đang làm cái súng của các cháu thiếu nhi chơi các bạn